muối, bí. Người mơ sẽ đây đi đâu? Người mơ ai không? Làm nạc cua. Thế nó mới nghe. Nói. Rồi. Thôi rồi. Ba. Thôi rồi. Thôi quán đi chơi. Thế là gì? Đi chơi xa. Hả? Chơi xa. Còn mình nói đành vì đây bàn thọt thì... Nhóm chỗ đành vì mình bàn thọt đi bởi clip gì đó. Tức nghe mấy nhá? Ừ. Kiểu đánh máu chanh màu cào là hồn Mỹ Việt. Rồi rồi. Ông anh mà đòi ngay tận tiền tận trò tận trâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.